Thưa quý vị, với mong muốn chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các bệnh nhi vượt qua bệnh tật và có một ngày Tết Trung Thu vui vẻ, ý nghĩa. Mới đây, Bệnh viện TVKC Long An tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm với nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị. Hơn 300 bệnh nhi đã có một ngày Tết Trung Thu trọn vẹn cùng với người thân và các y bác sĩ. Mỗi ngày, Bệnh viện TVKC Long An tiếp nhận hơn 200 em đến thăm khám ngoại trú và điều trị nội trú. Nhân dịp Tết Trung Thu, ngay từ sáng sớm, bệnh viện đã chuẩn bị hàng trăm lồng đèn để trao tặng miễn phí cho các em tại đây. Hoạt động này cũng để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật kết hợp vui chơi cho các em nhỏ mang tên Vui Hội Trăng Rằm diễn ra tại bệnh viện. Con cũng thấy vui, có nhảy hiện đại rồi cũng muốn lo, cũng thấy không khí cũng sôi động. Hào hứng với nhiều tiết mục đặc sắc như xem múa lân, giao lưu với chị Hằng, chú Cụi, thỏa thích tham gia trò chơi có thưởng cùng nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi. Đó là những gì mà bệnh viện dành tặng cho những bệnh nhi của mình. Với các em và gia đình thì đó là những điều vô cùng ý nghĩa. Bé nó mừng lắm, nội ơi đi xuống để xem trăng rằm ngày Trung Thu với này. Nó xuống đây nó rất là vui, là mừng cho nó bé nó khỏe được mà thêm một phần nào. Qua chương trình được tổ chức thường niên này, nhiều thông điệp yêu thương đã được lan tỏa với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng từ chính đội ngũ nhân viên y bác sĩ. Tại chương trình, bệnh viện cũng đã trao tặng hơn 300 phần quà cho các em nhỏ. Thì như thường lệ hàng năm, thì với mong muốn là sẽ cảm thông, chia sẻ cũng như mong muốn mang lại cho các bé một mùa Trung Thu an lành, ấm áp, thì bệnh viện TWG đã tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm cho các bé, đặc biệt là các bé bệnh nặng cũng như là điều trị dài ngày tại khoa thì các bé không có đủ cái điều kiện để có thể đón một cái mùa Tết Trung Thu trọn vẹn cùng gia đình. Được biết, từ đầu tháng 8 đến nay, bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa với hàng ngàn phần quà hỗ trợ cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không có nhiều giá trị về vật chất, nhưng với hoạt động tinh thần đầy ý nghĩa đã phần nào giúp các bệnh nhi vui hơn, tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vượt qua bệnh tật.